hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về loài quái Umibozu, đầu trọc kỳ bí trong truyền thuyết Nhật Bản. Vật này thường hiện lên đột ngột từ một vũng núi trước đó rất yên bình và không hề có dấu hiệu của sự nguy hiểm nào. Nếu các thủy thủ vô tình đi thuyền vào khu vực mà Umibozu sinh sống và làm phiền đến chúng, thì từ dưới mặt nước những chiếc đầu đen to lớn sẽ xuất hiện rung lắc mạnh con thuyền với kích thước khổng lồ, chiều cao khi nổi tới hàng chục mét, sức mạnh kinh hoàng đủ để bẻ đôi một con tàu, kéo tất cả thủy thủ đoàn xuống đại dương sâu thẳm. Umibozu trong tiếng Nhật mang ý nghĩa là một nhà sư trên biển. Tên gọi này xuất phát từ hình dạng chiếc đầu tròn nhẵn khổng lồ của loài hủy quái. Nhiều nguồn tin kể rằng Umibozu là hiện thân của các linh hồn nhà sư bị chết đuối. Điều này cũng phù hợp với dáng vẻ khi xuất hiện của chúng, một chiếc đầu trọc cùng tư thế cầu nguyện. Umibozu thường được miêu tả có cơ thể màu xám, chiếc đầu tròn với cặp mắt to, phần thân bên dưới giống như một đám mây, còn tay chân thì mằn mèo như một con rắn khổng lồ. Không những thế, chúng được mô tả có tính cách vô cùng kỳ dị. Ngoài hình dạng cổ điển trên, loài thủy quái này có khả năng ngụy trang thành nhiều hình dạng khác nhau như một chú cá nhà táng hay thậm chí là người phụ nữ xinh đẹp, nhằm dụ dỗ các thủy thủ cùng xuống nước vui đùa, sau đó nhấn chìm họ, mang vào lòng đại dương sâu thẳm cùng với chiếc thuyền to lớn kia. Bên cạnh đó, nhiều văn học ở vài vùng khác trên nước Nhật còn ghi lại những cuộc chạm trán với Umibozu, cụ thể là vào thời kỳ Kanji 1789-1801. Một tài liệu ghi lại báo cáo về loài hủy quái Umibozu nổi lên trên mặt biển trong vòng 3 ngày liên tiếp rồi mới chịu chìm xuống. Hay vào năm thứ 21 thời Thiên Hoàng Minh Trị 1888, báo Miyako Shimbun đưa tin về việc người trông thấy sinh vật lạ có chiều dài khoảng 2,4 mét. Sinh vật này có màu nâu sáng, đôi mắt cam, miệng giống như cá sấu, chiếc đuôi giống tôm và phát ra thanh âm như con bò. Chưa hết, báo cáo gần đây nhất trên tờ Mainichi Shimbun vào năm 1971 thuộc lại việc một thuyền bắt cá ngừ gần New Zealand. Khi đang kéo thành quả của mình thì phát hiện một sinh vật khổng lồ trồi lên mặt biển sâu. Sinh vật này được miêu tả có màu nâu, làn da nhăn nheo với đường kính đôi mắt khoảng 15 cm. Tuy nhiên, do chỉ nổi một phần cơ thể lên mặt nước, phần còn lại ẩn dưới làn nước biển, nên các ngư dân ước tính phần cơ thể chìm dưới nước có thể lớn hơn bất kỳ loài động vật nào từng được biết trên trái đất. Và lời giải thích của các nhà khoa học, hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng Umibozu là sự hiểu lầm của con người đối với sự xuất hiện của một hiện tượng tự nhiên hay sinh vật khổng lồ. Nhiều nhà khoa học tin rằng hình dạng của hình đôi heo, một tầng các đám mây đen chồng lên nhau khi xuất hiện cơn giông ở ngoài biển xa, là gợi ý cho chiếc đầu khổng lồ của hủy quái này. Ngoài ra, vào đầu thập niên 1850, nhà động vật học người Đan Mạch Jabetus Sindrup đưa ra giả thuyết cho rằng Umibozu là loài mực khổng lồ. Theo ông, phần đầu của loài mực này đã bị nhầm thành đầu của nhà sư, còn các xúc tu khổng lồ là tay và đuôi của quái vật. Giả thuyết này thực chất cũng khá hợp lý, bởi loài mực khổng lồ kích cỡ khoảng 10 đến 13 mét thường được tìm thấy tại các vùng biển Nhật Bản. Đồng thời, ngoại hình của nó cũng khá tương đồng với các miêu tả của về Umibozu, như có cánh tay ngoằn ngoèo và kích thước của một con quái vật. Một số ý kiến khác cho rằng Umibozu thực chất là phần dù của một loài sứa khổng lồ khi nổi lên đột ngột từ đáy biển. Tuy nhiên, loài này lại không có khả năng tấn công tàu thuyền nên không nhiều người tin vào lý giải này. Ứng cử viên gần đây nhất mà các khoa học nghi ngờ chính là một hiện tượng thiên nhiên hiếm có tên là sóng quái vật. Thực chất, chúng là các con sóng lớn và xuất hiện một cách bất ngờ trên bề mặt đại dương, có khả năng đánh chìm dễ dàng các con tàu lớn. Hiện tượng tự nhiên này trước đây chỉ được xem là truyền thuyết, cho tới khi có ghi nhận thực tế vào năm 1995. Tại ngoài khơi bờ biển Na Uy, theo các chuyên gia, những đặc điểm của sóng quái vật rất phù hợp với mô tả của Umibozu trong truyền thuyết Nhật Bản. Với những lý lẽ mà nhà khoa học đưa ra, liệu đã có thể thuyết phục bạn về việc Umibozu chỉ là loài hải quái được tạo ra bởi trí tưởng tượng của con người chưa? Hay bạn vẫn một mực tin rằng đâu đó dưới đáy đại dương kia vẫn tồn tại những bóng ma khổng lồ sẵn sàng đánh chìm bất kỳ con thuyền xấu số nào cả gan làm phiền đến chúng? Câu trả lời hoàn toàn thuộc về bạn.